Kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn bản tin trước ống kính của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để cập nhật tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước. Tôi là Nhật Vinh sẽ kết nối bản tin chiều hôm nay, thứ năm 24 tháng 9. Một ghi nhận về lừa đảo trong mua bán nhà đất tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mở đầu bản tin. Thưa quý vị, với tốc độ phát triển nhanh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nắm bắt tâm lý nhiều người đổ về Bà Rịa Vũng Tàu mua đất nên cũng có nhiều đối tượng đã tìm cách phù phép giấy tờ đất để lừa đảo. Hoàng Thị Sao, 51 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vốn là nạn nhân của một vụ lừa đảo đất đai, nên đã tìm cách lừa lại người khác hòng gỡ gạt. Hoàng Thị Sao đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bắt tạm giam 4 tháng. Năm 2019, Hoàng Thị Sao ký hợp đồng bán khu đất có diện tích khoảng 60.000 m2 tại Phước Cơ, phường 12, thành phố Vũng Tàu cho một chủ doanh nghiệp bất động sản ngay tại Bà Rịa Vũng Tàu với giá 4 tỷ đồng. Khi chủ doanh nghiệp này đến cơ quan chức năng làm thủ tục về nhà đất mới biết các giấy tờ liên quan đến khu đất chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ quan công an vào cuộc xác minh những thông tin trong giấy tờ mà đối tượng Hoàng Thị Sao cung cấp để bán cho khách hàng hoàn toàn không đúng sự thật. Quá trình làm việc với cơ quan công an, đối tượng Sao khai nhận, trước đây đối tượng đã bị một đối tượng khác trú ở tỉnh Thanh Hóa dùng thửa đất thế chấp vay 2 tỷ đồng và sau đó bán luôn khu đất cho đối tượng bằng giấy viết tay, không qua công chứng. Một thời gian, đối tượng đi tìm hiểu và biết khu đất không có thật, các giấy tờ liên quan đến khu đất không hợp pháp, nên đối tượng Sao nghĩ kế làm giả giấy ủy quyền mua bán khu đất để lừa đảo gỡ gạt. Tiếp nối bản tin cũng là ghi nhận về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng phạm tội là Nguyễn Viết Thắng, trú tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từng sổ khám. Nhưng khi ra tù thì đối tượng này vẫn bốn củ soạn lại để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người hành nghề lái xe. Năm 2016, Nguyễn Viết Thắng bị Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mãn hạn tù, Thắng không có việc làm, sống lang thang, nhưng lại luôn tự giới thiệu là chủ 3 chiếc xe ô tô đắt tiền đang cho chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ thuê để đưa đón các chuyên gia nước ngoài. Thắng còn tự nhận là có quen biết với lãnh đạo nhiều công ty và hứa giúp các tài xế vào làm ở khu công nghiệp Phú Mỹ 3, đồng thời giúp họ mua xe ô tô để cho khu công nghiệp thuê với giá cao, được hưởng nhiều ưu đãi. Khi các chủ xe đồng ý, Thắng đã yêu cầu nộp tiền thế chân, tiền bồi dưỡng cho lãnh đạo doanh nghiệp, tiền quà cáp. Trước khi bị bắt, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn chục chủ xe với số tiền hàng trăm triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu giữ một con dấu và nhiều giấy tờ do Thắng làm giả để lừa đảo. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, trong đó có 2 người mang quốc tịch Nigeria để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào cuối tháng 6 năm 2020, trinh sát đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây mua bán ma túy do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Nhóm này gồm 2 người mang quốc tịch Nigeria và Jamaica và Oji. Một người quê ở Đắk Nông là Lý Mộc Kiếu, còn gọi là Phụng, vợ của Oji. Qua theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện những thùng hàng quần áo mà Chukwu Emeka nhận được từ biên giới Campuchia đều chứa ma túy. Tên này đã lấy ma túy về cho vợ chồng Oji tiêu thụ. Khi Phụng điều khiển xe máy chở theo thùng hàng chứa ma túy ra đến đường Quang Trung, quận Gò Vấp thì đã bị tổ trinh sát chặn bắt. Tại cơ quan công an, Phụng khai số ma túy có trọng lượng là 3kg, mua của Chukwu Emeka đem về bán lại cho các đầu mối. Từ lời khai của Phụng, các trinh sát đội 6 bắt Oji và Chukwu Emeka thu giữ thêm 1kg ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Quang Hưng trong vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, khiến cho 4 người tử vong. Sự việc xảy ra tại khu vực công trường nằm trong khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Phú Thọ thuộc khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Quá trình thi công tường rào kè ngăn sạt lở đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 4 người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định các nạn nhân tử vong do đa chấn thương, ngạt thở do bị đất đá vùi lấp. Xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động,
về an toàn ở nơi đông người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng, trú tại khu Quang Trung, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. Khép lại bản tin chiều nay là thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa ô tô khách đường dài và hai xe máy, khiến cho một người tử vong. Xe khách dừng nằm lưu thông trên quốc lộ 1A từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa phận xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, thì xảy ra va chạm với hai xe máy, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Xe khách sau đó đã đâm vào giải phân cách cứng bằng bê tông, rồi mới dừng lại. Tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông trong khu vực. Quý vị vừa theo dõi bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp cùng với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 18 giờ trên kênh BRT.